Thưa quý vị và các bạn, trưa nay 28 tháng 7, thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 35 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 thuộc 7 chùm ca bệnh. Trong đó có chùm bệnh viện Phổi Hà Nội gồm 4 trường hợp. Cả 4 trường hợp này đều là người nhà, người bệnh đang điều trị tại bệnh viện Phổi Hà Nội. Ngày 27 tháng 7 đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính. Chùm tiếp theo là chùm nhà thuốc Đức Tâm có 2 trường hợp gồm một bệnh nhân nữ sinh năm 1971 ở Nam Đồng Đống Đa là F1 của nhân viên hiệu thuốc 5G95 Láng Hạ, một nữa là bệnh nhân nam sinh năm 1983 ở Phương Mai Đống Đa là nhân viên kiểm kê thuốc tại cửa hàng thuốc Vina Pharma có tiếp xúc với F0 tại cửa hàng. Chùm tiếp theo là chùm ho sốt sàng lọc tại cộng đồng. Đây là bệnh nhân nữ sinh năm 1961 ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, là người bán hàng tại chợ đầu mối Đền Lừ. Chùm ca bệnh tiếp theo ở Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng có 2 trường hợp gồm 2 bệnh nhân nữ sinh năm 1982 ở Mộ Lao, Hà Đông là F1, vợ của ca mắc COVID-19 trước đó, làm việc tại Bùi Thị Xuân và một bệnh nhân nữ sinh năm 1990 ở Mai Động, Hoàng Mai là F1 của ca mắc COVID-19 trước đó ở Vĩnh Phúc có liên quan đến ổ dịch Bùi Thị Xuân. Chùm tiếp theo liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh có 2 trường hợp là 2 bệnh nhân nam, một thì sinh năm 1993 ở Mai Đình, Sóc Sơn là lái xe đường dài từ Bình Dương về Mai Đình vào ngày 25 tháng 7. Tiếp theo nữa là một bệnh nhân sinh năm 1959 ở Cát Linh, Đống Đa là F1 ngày 22 tháng 7 đã được chuyển đi cách ly tập trung. Chùm liên quan đến Tân Mai, Hoàng Mai thì có một trường hợp là bệnh nhân nam sinh năm 1953 ở Thượng Cát, Bắc Từ Liêm là F1. Có chùm tiếp theo liên quan đến ho sốt thứ phát gồm 23 trường hợp, gồm một bệnh nhân nam sinh năm 2020 ở Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm là F1 của bệnh nhân LTS, một bệnh nhân nữ sinh năm 1972 ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì là F1 của bệnh nhân TNL, 4 bệnh nhân nữ có địa chỉ tại Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì là F1 của bệnh nhân TTA. Bệnh nhân PTT nữ sinh năm 1961 cũng ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì là F1 của bệnh nhân TTA. Bệnh nhân TTI, bệnh nhân nữ sinh năm 1993 ở Đống Mác, Hai Bà Trưng là F1 là con của ca mắc COVID-19 trước đó. Bệnh nhân tiếp theo là bệnh nhân NDQ, bệnh nhân nam sinh năm 1964 ở Xuân Nộn, Đông Anh là F1 của ca mắc COVID-19 trước đó. Bệnh nhân LTM, bệnh nhân nữ sinh năm 2015 ở Yên Sở, Hoài Đức là F1 của bệnh nhân LTP. Bệnh nhân HTT là bệnh nhân nữ sinh năm 1970 ở Sơn Đông, Sơn Tây là người bán thịt lợn tại chợ Tiến Xuân, có tiếp xúc với ca F1 NTH cùng bán hoa tại chợ. 4 bệnh nhân gồm 3 nam và 1 nữ đều ở Tô Hiến Thành, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng và là F1 của bệnh nhân GQA. 4 bệnh nhân nữ ở Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm là F1 của ca mắc COVID-19 trước đó. 4 bệnh nhân gồm 2 nam 2 nữ ở Bảo Linh, Phúc Tân, Hoàn Kiếm là F1 của ca mắc COVID-19 trước đó. Như vậy thì tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 923 trường hợp dương tính, trong đó có 654 trường hợp hiện nằm trong các ổ dịch chưa qua 14 ngày, sàng lọc ho sốt tại cộng đồng 33 ca, ho sốt cộng đồng thứ phát 123 ca, liên quan đến ổ dịch nhà thuốc Đức Tâm là 60 ca, Nguyễn Khuyến Đống Đa là 76 ca, Tân Mai Hoàng Mai 83 ca, Bùi Thị Xuân 35 ca, B6 Trại Găng Hai Bà Trưng 29 ca, Bệnh viện Phổi 42 ca, Bắc Giang 74 ca, liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh là 82 ca và liên quan đến Bắc Ninh là 17 ca. Trong 4 ngày đầu tiên thực hiện chỉ thị 17, Hà Nội đã xử phạt hành chính số tiền hơn 3 tỷ đồng các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch COVID-19. Đang nói có những trường hợp vi phạm đã chửi bới, lăng mạ lực lượng làm việc tại các chốt kiểm soát. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ, đề nghị Ủy ban Nhân dân các cấp xử phạt hành chính 804 trường hợp vi phạm về phòng chống dịch COVID-19, trong đó 252 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, bị xử phạt 430 triệu đồng, 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động, bị xử phạt 207 triệu đồng, 537 trường hợp bị xử phạt hơn 896 triệu đồng về các hành vi vi phạm khác như không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng cách. Như vậy, trong 4 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng chức năng của thành phố đã xử phạt hơn 3 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Để chia sẻ với cộng đồng, các nhà hảo tâm ở Hà Nội đã phát gạo cũng như là mì tôm miễn phí cho người nghèo gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19 trong những ngày Hà Nội đang giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ, đề nghị Ủy ban Nhân dân các cấp xử phạt hành chính 804 trường hợp vi phạm về phòng chống dịch COVID-19, trong đó 252 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, bị xử phạt 430 triệu đồng, 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành việc tạm dừng hoạt động, bị xử phạt 207 triệu đồng, 537 trường hợp bị xử phạt hơn 896 triệu đồng về các hành vi vi phạm khác như không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng cách. Như vậy, trong 4 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng chức năng của thành phố đã xử phạt hơn 3 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Thực hiện chỉ thị số 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã tạm dừng các giao dịch trực tiếp đối với người lao động đến làm các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Các giao dịch trong thời gian này được chuyển sang giao dịch gián tiếp trực tuyến tại 15 trung tâm sàn điểm giao dịch việc làm vệ tinh. Theo đó, người lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại trụ sở chính số 215 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, cơ sở số 1, số 144 Trần Phú, Hà Đông, các sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại Đông Anh, Ba Vì, Phú Xuyên, Đan Phượng, Thạch Thất, Sóc Sơn, Long Biên, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Mê Linh, Hoài Đức, Ứng Hòa và Thường Tín. Người lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể xem hướng dẫn và tải biểu mẫu tại website của trung tâm việclamhanoi.net, điền đầy đủ thông tin và nộp hồ sơ theo đường bưu điện. Bộ phận nghiệp vụ của trung tâm sẽ xử lý theo quy định. Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, số người đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp tháng 6 tăng 13% so với tháng 5 với trên 7.500 người. Thêm một thông tin vui với hoạt động nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 của Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 và Biotech của Bộ Y tế và Nhật Bản đã ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine. Ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế cho biết, công nghệ vaccine được chuyển giao là công nghệ sản xuất vaccine tái tổ hợp. Hiện các bên đã ký thỏa thuận bảo mật để tiếp cận hồ sơ vaccine và công nghệ. Trước đó, Vabiotech đã ký thỏa thuận với quỹ đầu tư trực tiếp của Nga RDFI, bắt đầu đóng ống vaccine Sputnik V từ bán thành phẩm tháng 7. Lô vaccine đầu tiên khoảng 30.000 liều đã được gửi sang Nga để kiểm định chất lượng, dự kiến đến ngày 10 tháng 8 có kết quả. Sau đó, công ty sẽ đóng ống Sputnik V với quy mô 5 triệu liều một tháng, có thể bắt đầu ngay trong tháng 8 với tối thiểu 500.000 liều, tiến tới chuyển giao công nghệ sản xuất với quy mô 100 triệu liều một năm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của VTC Now. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ trong một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình, podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.